Con xin kính chào thầy Nguyễn Đức Trường cùng các thầy cô và các bạn. Con tên là Nguyễn Măng Dương, năm nay con 9 tuổi. Con học lớp 4A4 trường Tiểu Tây Đằng B. Ba điều để nói về con là chăm chỉ, tự tin và hiếu thảo. Mong mọi người ủng hộ vũ cho con. Nhân ngày 18 tháng 3, con muốn gửi tới người mẹ kính yêu của con bài thơ Mẹ chỉ nhẹ nhàng thôi, do thầy Nguyễn Đức Trường, Chủ tịch Học viện Nhân hòa Việt Nam sáng tác. Qua đây con xin chúc mẹ luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Bài thơ của con xin phép được bắt đầu ạ. Mẹ chỉ nhẹ nhàng thôi, nếu con là mầm cây, sữa mẹ chính là đất, vòng ôm của mẹ ấm như ánh nắng mặt trời. Còn lời ru của mẹ tựa tiếng thở của đêm, tiếng hát mẹ cất lên êm đềm làm gió mát. Như cơn mưa nhỏ hạt vuốt nhẹ lá mầm non, là những lời mẹ khen và cái nhìn âu yếm. Chẳng khi nào lớn tiếng, mẹ chỉ nhẹ nhàng thôi, như những áng mây trôi, trôi trên đầu cây mãi. Bài thơ của con đến đây là hết rồi. Con cảm ơn các thầy cô và các bạn đã lắng nghe ạ.